Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mình lại tiếp tục là đi bẫy chuột nha mọi người. Thì chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha mọi người. Bữa nay mình đi bẫy chuột thăm bẫy khoảng 40 mấy cái bẫy chuột nha mọi người. Đặt theo đường mòn với bò lúa, mình đặt mồi không mọi người. Mồi chủ yếu của mình là lúa. Trên cây thì mình đặt mồi chuột, mồi lộn, đặt mồi chuối mọi người. Mít cái dịu dính cho, nhưng mà mình đó giờ mình chơi lúa ngâm. Lúa ngâm nó nhạy chuột ăn hơn nha mọi người. Thì người ta thường người ta chét sình đó mọi người, còn mình không có chét sình nha, mình đặt gạch ra đặt thường thường có là nó chạy nha mọi người, con chuột nhiều nó chạy à, chứ không phải là chét sình là nó dính cái nào. Nói chung thì chét sình nó cũng nhạy hơn gấp 10 lần cái không chét nha mọi người. Thôi bây giờ thì mình đi thăm có quay mọi người cùng xem nha, mọi người xem ủng hộ lại kênh cho mình nha mọi người. Đây bà ơi con mọi người. Đây. Quá bự luôn. Có đập không biết dính không. Đó, xong. Khổng lồ. Đây quá bự. Con chuột con. Trời ơi con chuột trù. Con chuột xạ nha mọi người. Sáng mắt nhậm sụm chưa. Đây một con nữa nha. Quá trời lớn luôn mọi người ơi. Tung à. Đây con bự nữa nè. Quá trời bự luôn. Trời ơi đập sảy rồi mọi người ơi. Đập mà cũng sảy, nó vô dưới cái này là lắm chứ. Nè. Còn cái đuôi nữa nè. Đây sao đây. Có đập rồi nè. Ồ dính này. Cái này kia sảy con chuột chất lớn lắm. Đây. Bộ sumo nha mọi người. Quá lớn luôn. Đây có đập nữa. Trời ơi. Đồng lúa nha mọi người. Con chuột khổng lồ luôn. Vô một khúc rồi. Đây mấy cái địa lạng lạng cạn cạn này, mấy cái vuông này là mấy cái bờ luôn này nè. Chuột nó ăn cái lắm nha mọi người. Đây có một cái nè. À, dính luôn. Quá trời. Xi nhôm luôn nha mọi người. Cái bờ này đẹp quá mà nó không chạy nha mọi người. Lại mà thấy nó đập, thấy ngon ngon nha. Thấy nó chào cờ nó hết mê liền. Để mình xem cái chỗ này coi. Ôi chào cờ luôn mọi người. Bờ chi mà nó không có chuột. Vậy là nó không theo mấy cái bờ này. Để mình vô cái bờ này coi. Không mình đặt cái đầu ta. À đây nè. Rồi sảy luôn. Trời ơi. Con rắn ngói nó vô bị con chuột nó ăn nha mọi người. Rắn ngói nó báo thiên hạ nè. Đúng không? Thì nãy cái chỗ này vô bị con rắn ngói nó làm mọi người. Hết 4 cái dính con con rồi. Cái chỗ đó mấy cái bờ nước mà vậy mà nó không chạy luôn rồi. Rồi. Ê trời ơi. Trời ơi, con rắn, con chuột khổng lồ. Trời ơi, vừa con rắn vừa con chuột. Trời ơi, lịch sử. Vô, kiếm lòng thai con chuột ra được. Quá trời. Này con rắn con chuột nữa.
không biết con chuột con rắn không mới vô được, hay thiệt. Đây cũng chạy luôn. Tưởng dính con gì không à. Dính nè. Chuột lứa không. Con giáo hành bự quá. Con chuột không biết làm sao mà nó vô được hay thiệt. Đập nữa nè. Chuột con mọi người. Đây một cái nè mọi người. Bợ rồi. Khủng luôn. Chuột quá trời lớn. Cứ ngắt cái lòng. Ở đây đi. Con heo, một con nữa. Đi qua đây cái lụp bẫy rắn của tôi dính con rắn nha mọi người. Đây thì mọi người nhìn thấy vậy là biết dính rắn rồi ha, không cần coi ha. Ồ, cái này còn nguyên luôn. Ấy luôn. Còn nguyên luôn rồi. Chết ơi. Còn nguyên luôn. Còn vậy chính. Con chuột cơm này quá bự luôn. Giờ đây bốn cái cuối cùng mọi người. Đập nè. Rồi luôn, sảy luôn coi nè. Rồi banh chành hết trơn luôn. Không vô cái móc này chứ đầu, biết lắm. Xù quá. Rồi cái này còn nguyên luôn. Ây à, anh ấy đang chào cờ. Ồ, trên chỗ đó là có con ong này dễ mới bay lên đó nha mọi người. Chuồn chuồn bay cỡ này nữa thì sao mưa nổi nữa. Rồi chết luôn. Ê dính. Dính con chuột cơm. Đây. Nó đập vô tuốt trong luôn nha mọi người. Mình còn cái đẳng nữa. Chỗ này chuột nhiều lắm mọi người. Bữa đầu tiên mình đặt đâu 9 cái. Dính 7 con, xảy 2 cái. Thì ông chủ ra nói thôi đợi nhường chú đặt. Rồi giờ tới nhà mọi người, hôm nay được nhiều chuột đây nha mọi người. Đây để mình lấy ra cho mọi người xem nha. 2 con, 2 bự không nha. Tớp này nó không dính nhiều quá. 3 con. Chuột nữa bươi đất vô nè. Đây một con nữa. Đây một con nữa. Đây là con này là khủng nhất luôn. Đây nữa. Đây nữa nha. Đây nữa nè.
đây nữa nè, chục bự không, đây nữa nè mọi người, đi ra phèn. Đây nữa nè, chỗ này chục bự không, không có chục nhỏ luôn, hình như được hai con đó, được như đây nha mọi người. Đây, con gắn hoành cho bá lửa luôn. Rồi đến đây mình xin tạm dừng video luôn nha mọi người, chào tạm biệt mọi người nha.